Kính chào các thầy cô, hôm nay em rất hạnh phúc để đứng đây và trình bày về một trong những đề tài quan trọng trong mục tiêu toàn cầu. Đó chính là giáo dục có chất lượng. Mọi người trên thế giới cần điều này để thành công trong cuộc sống. Do đó em sẽ nói lý do tại sao. Trước hết, giáo dục có chất lượng là gì? Giáo dục có chất lượng là nhu cầu của tất cả mọi người, bởi vì khi bạn sinh ra cho đến khi bạn già đi, bạn sẽ không ngừng tiếp thu những thông tin mới qua các giai đoạn của cuộc đời. Giáo dục có chất lượng có nghĩa là đảm bảo chất lượng toàn diện và công bằng, đồng thời thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả chúng ta. Hãy tưởng tượng một thế giới dành cho thế hệ tiếp theo, để trẻ phát huy hết tiềm năng của mình và phát triển vì một tương lai tốt đẹp hơn, điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn, phải không nào? Vậy tại sao giáo dục có chất lượng lại quan trọng? Giáo dục cho phép kinh tế xã hội phát triển đi lên và là chìa khóa để thoát nghèo. Hơn nữa, giáo dục giúp giảm bất bình đẳng và đạt được bình đẳng giới và là điều cốt yếu để thúc đẩy lòng khoan dung để làm xã hội hòa bình hơn. Thêm vào đó, một điều đáng ngạc nhiên là trình độ học vấn của người mẹ cũng đặc biệt quan trọng đối với sự sống còn của con cái họ. Có vô số lợi ích của giáo dục và những lợi ích này sẽ theo bạn suốt đời. Không chỉ giúp bạn có hiểu biết về cơ bản cuộc sống, các thế giới vận hành, về môi trường, về thể chế, kinh tế, chính trị, pháp luật, luận về âm nhạc, nghệ thuật, hội họa, về những văn hóa và văn minh khác nhau. Giáo dục không chỉ giúp bạn có một công việc tốt để nuôi sống bản thân, mà còn làm giàu đời sống tinh thần, mang đến vô vàn trải nghiệm và kiến thức mới mẻ, giúp chúng ta có một cuộc đời rực rỡ hơn, ý nghĩa hơn. Giáo dục cũng giúp nhiều nhân tài bước ra thế giới, hay thay đổi cả một nền văn minh, hay nhiều thế hệ. Em muốn chia sẻ một ví dụ về Ben Carson, từ một cậu bé người Mỹ gốc Phi đến từ khu ở trường Detroit với tất cả bài kiểm tra chỉ đạt được điểm 0, nhưng đã thành công và nổi tiếng với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhi khoa số 1 thế giới. Chuyện bắt đầu khi mẹ của Ben kết hôn lúc còn rất trẻ ở độ tuổi 13 và sau đó sinh con. Bà mẹ hoàn toàn không biết đọc biết viết. Tình cảnh càng yếu le và khó khăn hơn khi Ben mới 8 tuổi, người cha của Ben phải rời bỏ gia đình, buộc mẹ của Ben xa nhà phải nuôi nấng hai con trai của bà một mình, Ben và Curtis. Gia đình Carson phải đối mặt với những khó khăn chồng chất trong những năm tiếp theo. Chúng bao gồm cả những cuộc đấu tranh tài chính và vấn đề sức khỏe tinh thần của mẹ anh ấy. Mẹ của Ben phải đi làm giúp việc để có tiền nuôi hai con ăn học. Dù kinh tế trong gia đình luôn trong tình trạng chật vật, bà Sonia luôn có niềm tin mãnh liệt vào giáo dục và tin tưởng tuyệt đối rằng giáo dục có thể giúp thay đổi cuộc đời của hai cậu con trai của mình. Vì thế bà khuyến khích và động viên các con học tập chăm chỉ hơn để thay đổi hoàn cảnh, ghi nhận và cổ vũ từng tiến bộ nhỏ của con. Bà giảm giờ xem TV và thay vào đó động viên các con đọc sách và đến thư viện. Một ngày nhỏ, trên đường đi đến trường, Ben tình cờ nhặt được một viên đá màu đen óng ánh. Cậu bé thắc mắc, trong tất cả viên sỏi trắng, tại sao lại có một viên màu đen? Tò mò, cậu bé đến thư viện và mang về nhà một cuốn sách rất dày về đá và đọc ngấu nghiến. Ngày hôm sau, giáo viên mang vào lớp một viên đá màu đen và hỏi nó là gì. Không ai giơ tay trừ Ben Carson, người ngại ngùng trả lời nó là một viên đá obsidian làm từ dung nham của núi lửa. Ben còn chia sẻ rất là nhiều thông tin thú vị về loại đá này. Cả lớp đều bị sốc bởi vì cậu bé từ trước đến giờ luôn có điểm thấp nhất lớp. Nhận ra rằng việc đọc sách và học tập có thể giúp mình thành công, Ben Carson bắt đầu đến thư viện và đọc sách song song với việc tập trung cao độ tại trường. Sau đó Ben liên tục đạt các thứ hạng cao nhất tại lớp và tại trường, và với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã vô được trường đại học Yale trong Ivy League với tư cách là sinh viên năm nhất trong chương trình dự bị. Sau khi tốt nghiệp, Ben Carson xin được vào bệnh viện John Hopkins, một trong những bệnh viện hàng đầu ở Mỹ, để thực tập nội trú khoa phẫu thuật thần kinh. Nhờ kiên trì và học hỏi không ngừng, ông cuối cùng trở thành giám đốc khoa phẫu thuật thần kinh nhi khoa trẻ nhất của họ. Ben Carson là điển hình của sự nỗ lực tìm tòi và không ngừng trau dồi kiến thức. Ông không chỉ thay đổi số phận nghèo khó của mình, mà còn cứu sống rất nhiều trẻ em và mang đến nhiều điều kỳ diệu cho nhiều gia đình. Thêm vào đó, ông còn đào tạo rất nhiều bác sĩ tài hoa nữa. Nên nhớ, tất cả những điều này đều nhờ giáo dục có chất lượng. Một câu chuyện khác về cậu bé tên Su và từng sống ở bộ tộc Tinka, ngôi làng Lun ở Sudan.
Thật không may, chiến tranh đã bùng nổ ở ngôi làng yên bình này, khiến gia đình cậu bé và nhiều dân làng bị giết hại. Cậu bé đã trở thành trẻ mồ côi về lang thang nhiều nơi với những người còn sống sót. Nhiều năm tháng trôi qua, cậu bé đã trưởng thành và gia nhập rất nhiều trại tị nạn. Thật may, Silver gặp được một chú nhân viên người Mỹ tốt bụng. Người này đã giúp Silver tập nói tiếng Anh và chơi bóng chuyền. Dù rất khó nhưng anh ấy vẫn cố gắng và nỗ lực nhiều tháng năm. Lúc Silver nghe tin có vài người được đi Mỹ đã học hành, miễn sao để biết nói tiếng Anh và khỏe mạnh, anh ấy đã đăng ký ngay lập tức và được nhận đi. Sau vài tháng sinh sống tại Mỹ với một gia đình mới và cơ hội có giáo dục tốt, Silver đã tổ chức một chương trình giúp quê hương của mình để tài trợ đào giếng lại con nước, mở những trại tị nạn và mang đến nhiều cơ hội cho những bạn nhỏ tại quê nhà. Như chúng của người Mỹ đã giúp anh ấy năm xưa. Việc này thực sự có ý nghĩa vì giáo dục mang đến cơ hội cho mọi người và những người được hưởng nền giáo dục tốt có thể giúp đỡ lại cho cộng đồng, mang đến bình đẳng giáo dục và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Có rất nhiều trẻ em đang gặp khó khăn tại Việt Nam. Ở đồng bằng sông Cửu Long, một số trẻ em chỉ ước những điều đơn giản như là sống trên cạn hoặc có nước sạch. Có những vùng sâu xa nơi trẻ em không thể đến trường vì chưa có cầu, đường hay gia đình quá khó khăn buộc phải nghỉ sớm để trông em, làm nông hay buôn bán. Vậy làm sao để giúp đỡ? Đầu tiên, em có thể giúp đỡ bằng cách nâng cao nhận thức bằng phương tiện truyền thông xã hội. Em cũng có thể tham gia các chương trình phát thanh để kết nối với những người có sức tầm ảnh hưởng để kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, viết thư cho các biên tập viên hoặc gửi ý tưởng cho thế giới truyền thông hoặc bất cứ điều gì đó khác có thể đưa ý tưởng giúp đỡ người nghèo trên thế giới. Một trong những cách khác là gây quỹ. Em có thể chạy marathon hoặc hoàn thành các kỳ tích khác như một cách để quyên góp tiền. Em cũng có thể yêu cầu quyên góp cho các tổ chức từ thiện khác nhau thay vì nhận quà tặng cho ngày sinh nhật hoặc các sự kiện khác. Em tin rằng ai cũng từng có ước mơ và hoài bão. Nhờ nền giáo dục chất lượng tại BVIS, em đã có những giấc mơ tuyệt vời nơi em muốn đến trong tương lai. Và em biết nếu tiếp tục cố gắng và nỗ lực, em có thể từ từ chạm đến ước mơ của mình, đồng thời cùng lan tỏa thông điệp tầm quan trọng của giáo dục đối với cuộc đời của mỗi người. Em xin cảm ơn các thầy cô tại BVIS, những người đã luôn giúp em trao dồi kiên nhẫn, không ngừng hỗ trợ, tiến bộ và nuôi dưỡng những ước mơ của em. Em sẽ tiếp tục phấn đấu trong hành trình biến những ước mơ này thành hiện thực và tiếp tục cổ vũ cho bình đẳng giáo dục, giúp đỡ càng nhiều người có thể để mọi người đều hưởng một nền giáo dục chất lượng. Em muốn kết luận bài thuyết trình của em với một câu nói của George Washington Carver, một nhà khoa học và nhà phát minh nông nghiệp người Mỹ. Giáo dục là chìa khóa vàng để mở cánh cửa dẫn đến tự do. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe.